Tiếp tục chuỗi chương trình từ thiện, sáng qua ngày 29 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 5 năm Canh Tý, Đạo tràng Pháp Bảo Dược Sư chùa Khuôn Việt, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 400 phần cơm chay đến các bệnh nhân và người nuôi bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, số 120 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đoàn cùng với sư cô Thích Nữ Trí Thông, trú xứ Tịnh Xá Ngọc Phú đã đến bệnh viện truyền máu huyết học số 201 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để trao tặng 10 đơn vị máu và tiền mặt để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ tiền truyền máu tại nơi đây. Tổng kinh phí của đợt từ thiện lần này là trên 16 triệu đồng. Được biết, đây là các hoạt động thường niên của Phật tử Đạo Tràng Pháp Bảo Dược Sư chùa Khuôn Việt. Phật tử Đạo Tràng đã gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân gần xa đã hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật, giúp chuyến từ thiện được hoàn thành viên mãn. Đồng thời, Đạo Tràng cũng có lời kêu gọi sự đóng góp hỗ trợ từ quý Phật tử và quý mạnh thường quân để cùng nhau thực hiện các chuyến từ thiện sắp tới.